Sáng nay 11 tháng 3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn công tác tới thăm và làm việc tại huyện Nậm Nhùn, Lai Châu. Nậm Nhùn là huyện biên giới nằm ở phía tây bắc tỉnh Lai Châu, được thành lập cách đây hơn 4 năm trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính từ hai huyện Mường Tè và Sìn Hồ. Huyện có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng an ninh và là vùng phên dậu của Tổ quốc, với đường biên giới dài 24,671 km. Trên địa bàn huyện có 10 công trình thủy điện với tổng công suất thiết kế khoảng 14.000 MW, trong đó có thủy điện Lai Châu công suất 1.200 MW. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc bảo đảm an ninh lương thực của Nậm Nhùn khi lượng lương thực bình quân mỗi người đạt 390,6 kg một năm. Tuy nhiên, để phát triển kinh tế, từng hộ gia đình cần phát triển chăn nuôi đại gia súc vì Lai Châu có lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng, đồng cỏ. Chủ tịch Quốc hội nhắn nhủ với lãnh đạo huyện Nậm Nhùn nói riêng và tỉnh Lai Châu nói chung về việc đã tích lũy được nhưng cần hướng tới sinh thủy, giữ nước và tạo được nguồn nước bằng cách bảo vệ và phát triển rừng đầu nguồn. Vì rừng chính là yếu tố bảo đảm an ninh nguồn nước không chỉ cho thủy điện và cho địa phương mà còn cho cả vùng hạ du. Chủ tịch Quốc hội căn dặn, muốn giữ được môi trường ổn định về an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội thì việc tạo điều kiện để đồng bào sinh sống và làm ăn là yếu tố rất quan trọng ở vùng sâu, vùng xa như Nậm Nhùn. Muốn vậy, Nậm Nhùn phải làm tốt công tác xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và làm tốt công tác xây dựng đảng.